Xin chào tất cả anh chị em. Hiện tại thì mình đang làm một cái dự án, đó là về nhà lãnh đạo thế hệ mới. Thì trong cái chương trình này đó thì mình sẽ mời những cái người huấn luyện, những cái nhà lãnh đạo hàng đầu ở trên thế giới và tại Việt Nam, và sẽ về tại Việt Nam và đào tạo cho cái thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta về những cái kỹ năng để trở thành một cái người lãnh đạo trong cái thời kỳ 4.0 này. Vậy thì cái và một cái đặc biệt đó là tất cả chương trình đào tạo này đó là hoàn toàn là miễn phí, hoàn toàn là miễn phí nhé các bạn. Và chương trình huấn luyện của chúng ta nó sẽ diễn ra trong 6 tháng. Tức là 6 tháng như vậy chúng ta sẽ được huấn luyện, đào tạo nó hoàn toàn miễn phí, và chúng ta sẽ được thực hành trên những cái dự án thực tế. Đó là những cái mô hình về kinh doanh về online, những cái kinh doanh ở trên Facebook, ở trên YouTube, rồi trên Google, và thông qua những cái nền tảng về cái platform. Vậy thì tùy từng cái sở thích, tùy từng cái đam mê của từng người thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm dành phù hợp cho chúng ta. Nhưng ở trong thời điểm hiện tại thì Linh cùng với những cái chuyên gia về đào tạo và những cái nhà lãnh đạo ở trên thế giới thì mới định hướng có một số cái sản phẩm, ví dụ như về hàng tiêu dùng nè, hoặc và đặc biệt đấy là đó những cái sản phẩm về chăm sóc da, những sản phẩm và đặc biệt đó là về phân khúc về chống lão hóa, là dành cho những người phụ nữ tuổi từ 35 trở lên. Rồi những cái sản phẩm dành cho về thực phẩm bổ sung, mà thực phẩm bổ sung thì đó là về chăm sóc sức khỏe đó, nên là thường bọn mình hay gọi cái ngách này đó là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Và cái đối tượng mà mọi người học và thực hành ứng dụng đó thì chủ yếu là dành cho cái phân khúc cao cấp, đó là dành cho đối tượng người giàu và siêu giàu. Vậy thì trong cái chương trình 6 tháng tới đây thì chúng ta sẽ được đào tạo, đó là hoàn toàn miễn phí rồi. Vậy chương trình chúng ta sẽ được đào tạo đó là gì? Thứ nhất đó là về kỹ năng về giao tiếp này, kỹ năng về thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, rồi kỹ năng về quản lý, về nghệ thuật lãnh đạo, rồi kèm theo đó là về kỹ năng viết quảng cáo, rồi kỹ năng và chúng ta chạy quảng cáo. Bởi vì đây là thời kỳ 4.0 rồi thì việc mà chúng ta viết quảng cáo và chạy quảng cáo đó là điều nó không thể thiếu được. Kèm theo đó là chúng ta học về kỹ năng về bán hàng và chăm sóc hàng. Và cái điểm tốt nghiệp của chúng ta sau khi mà chúng ta học 6 tháng này đó là gì? Đó là mỗi người chúng ta sẽ có được lãi 100 triệu điểm. Quên, xin lỗi, đó là 100 triệu đồng. Đó. Vậy thì điểm 10 của chúng ta đó là có lãi từ 100 triệu đồng một tháng trở lên. Thì lúc đó chúng ta đạt điểm 10. Hãy nhớ nhá, 100 triệu đồng một tháng trở lên. Nên là để chúng ta đạt được con số này thì bên Linh sẽ chọn lọc rất là kỹ những cái anh em mà chúng ta nào được tham gia vào dự án này. Và cái số lượng thành viên tham gia vào dự án này chỉ có tối đa đó là 40 người, và sẽ được đào tạo đó là một tuần đó là 3 buổi. Nhớ nhá, một tuần đó là 3 buổi đó, tuần nào cũng thế chúng ta được đào tạo. Và trong cái chương trình này đó thì Linh rất là may mắn đó là mời được đó là thầy Alan Agao, đó là truyền nhân đời thứ hai của Napoleon Hill, là tác giả của cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu đó các bạn, là sẽ cái người đã kiếm hơn 20 triệu đô la từ cái việc mà kinh doanh con Zozo, và thầy là một cái nhà lãnh đạo ở trên toàn cầu luôn. Đó. Vậy thì thầy sẽ đào tạo cho chúng ta về cái kỹ năng về lãnh đạo, về cái cách làm thế nào để chúng ta có thể quản lý, chúng ta dẫn dắt được những cái nhà lãnh đạo xuất chúng ở trên toàn thế giới này. Và đó là cái mà thầy đã ứng dụng và có được cái thành công của mình. Và bên cạnh đó thì cùng có tôi và đội ngũ ekip và những cái người mà đã kinh doanh thành công ở tại thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ đứng ở đây và cùng đào tạo cho chúng ta. Đấy, vậy thì để chúng ta đăng ký tham dự vào chương trình này đó thì chúng ta hãy comment tên và số điện thoại của mình dưới đoạn video clip này để chúng ta được nhận đăng ký. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một buổi, chúng tôi sẽ gọi điện và trao đổi với các bạn qua online. Và nếu chúng ta cảm thấy qua cái online đó mà chúng ta cảm thấy hợp với nhau thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái buổi phỏng vấn trực tiếp. Và thông qua cái buổi phỏng vấn trực tiếp đó xong đấy thì chúng ta sẽ có một cái gọi là những người được chọn đấy thì chúng ta sẽ được đào tạo một tuần, và sau một tuần này thì chúng ta tiếp tục thi sát hạch tiếp một lần nữa, rồi sau đến tuần thứ hai chúng ta sát hạch một lần nữa, và sau một tháng như vậy thì chúng ta có 4 kỳ sát hạch, và sau đó chúng ta mới có chính thức những người được chọn để chúng ta đào tạo tiếp trong 5 tháng kế tiếp ha. Nên là để chúng ta đăng ký cái chương trình này, chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại ở dưới đoạn video clip này. Và nếu bạn có những bạn bè là những người tự tin này, họ có khát khao thành công, họ có cái chí hướng, họ có cái sự nhanh nhẹn, họ có sự trung thực, thì chúng ta hãy giới thiệu cho bạn bè chúng ta về cái dự án này. Bởi vì đây là một cái chương trình đào tạo rất đặc biệt và chỉ có một lần duy nhất trong đời của chúng ta thôi. Và chúng ta hãy nắm bắt cái cơ hội này để thay đổi cái cuộc sống của mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả.